xin chào tất cả các bạn nha. Có thể nói đã từ rất lâu rồi, thương hiệu Dắt và dòng xe Dắt đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Càng ngày thì chúng ta càng nhận biết ra một điều là dòng xe của thương hiệu Dắt là càng được cải tiến về mẫu mã và kể cả chất lượng được nâng cao hơn. Nệm thì cũng thường bán và đi giao, cho nên là Niềm có điều kiện có dịp tiếp cận với các cái dòng sản phẩm của thương hiệu xe Dắt này. Cảm nhận của Niềm khi mà lái những cái xe Dắt thì cảm thấy là ổn, giá thành nói chung là giá thành bình dân trong phân khúc xe tải giá tầm trung, giá bình dân cho anh em tài xế dễ xài thì lựa chọn dòng xe Dắt, đó là một lợi thế ưu thế chúng ta nên nghiên cứu. Hôm nay thì Niềm muốn mời các bạn cùng với Niềm khám phá cái mẫu xe Dắt này N650 Plus. Đây, phiên bản là màu xanh dương. Xe này thì chúng ta có thể là chọn phiên bản là màu trắng hoặc là phiên bản màu xanh dương. Con này thì tải trọng cho phép chở hàng của nó là 6,5 tấn và thùng dài 6,2 m. Đây là cabin của chiếc xe vuông vức, nhìn hầm hố. Cái logo quen thuộc, chữ Dắt màu vàng. Đó. Cản nè. Cái cản xe nhìn cũng cứng cáp. Cụm đèn thấy không? Các bạn thấy không? Cụm đèn là vuông vức, hầm hố. Đó. Đặc biệt là ở đây là có bố trí cái gương cầu. Gương cầu ở phía trước ha. Gương cầu lồi để tiện cho cái việc là chúng ta là quan sát ở phía trước mặt cabin ở phía dưới đó, để khi mà chúng ta đi gần những cái bậc thềm, những cái con lương lề lộ đó, thì chúng ta có thể là quan sát ở phía trước này rất là thuận tiện và dễ dàng. Còn ở đây thì gương thì được bố trí là gương phía trên, gương màn hình lớn, và gương ở phía dưới là gương nhỏ để mà nhìn xa. Còn này thì quan sát là rộng, nhìn gần. Đầu tiên khi mà Niềm ngồi vô cái ghế lái ở cái vị trí này thì cái vô lăng đó là cái đầu tiên nó đập vô trong mắt của mình. Đó, vô lăng, thấy không? Với nhiều cái tính năng được tích hợp ở trên cái vô lăng. Vô lăng thì vô lăng là cái điển hình của cái thương hiệu Dắt, logo Dắt ở đây, 4 càng đó. Xe thì kính đó, kính là auto luôn, chỉnh điện auto tự động, nhấn cái là nó chạy xuống, thấy không? Cái tay cầm và những cái chất liệu ở trong cái cabin này thì mình nhìn thấy rất là cứng cáp đó. Những cái chất liệu này nè, những cái miếng mũ, miếng nhựa này thì mình cảm thấy là ok, thấy không? Nó không có giống như là những cái xe khác. Ở trong phân khúc tầm trung thì có một số xe thì mình cảm thấy là cái chất liệu, ví dụ như là mặt tắp lô đồ nè, rồi là cái cửa, thấy không? Cái tay cầm của cái cửa đồ đó, thì một số cái dòng xe khác thì mình nhìn thấy nó rất là yếu ớt và nó rất là dỏm. Nhưng mà cái dòng xe Dắt này thì mình cảm thấy là ok, ổn. Cabin thì ngồi 3 người. Ngoài ra thì xe này là cabin đôi, nó có cái giường nằm ở đây. Đó, có cái giường nằm để giúp cho tài xế mà đi xa, ví dụ như chúng ta đi 2 tài hoặc là 1 tài và 1 phụ lơ thì chúng ta có thể là nằm ở đây nghỉ. Đó, dừng lại chúng ta ngủ nghỉ. Ok, ngon lành. Nói về hộp số thì xe này hộp số của nó là 6 cấp, 6 tiếng một lùi. Ở đây thì cái dòng xe này nó xài là xài thắng hơi nha. Thắng hơi lốc ke nè. Đó, thắng hơi lốc ke. Rồi mặt tắp lô. Mặt tắp lô của thằng này thì nhìn rất là sáng sủa, thấy không? Đó, xe thì chúng ta không cần biết là nó chạy vận hành như thế nào. Nhưng mà tổng thể chúng ta bước vô cabin, chúng ta ngồi lên đây, cái trực quan chúng ta quan sát và cảm nhận thì nói chung là xe này là ok, ngon lành. Xe thì có là radio đó, rồi cái khe để cắm ốc xua nè,
cắm USB ở đây cũng được luôn. Có máy điều hòa đó. Rồi có mồi thuốc đó, ngon lành. Ở đây thì cái thiết kế này cũng giống như là cái Isuzu, thấy không? Có hai cái chỗ để chúng ta để hai ly nước vô. Bên đây thì cái cốp để đồ đó. Cốp để đồ. Còn trên này thì vẫn là thiết kế truyền thống quen thuộc của dòng xe dắt, đó chính là cái cửa sổ trời. Chúng ta nếu như mà không xài được máy điều hòa, máy lạnh đó, thì chúng ta có thể là mở cửa sổ trời lên để chúng ta lấy gió. Rồi. Nói chung thì nội thất bên trong cabin của cái con dắt N650 Plus này thì mình cảm thấy là những cái chất liệu của nó đó là xài được. Ok. Càng ngày thì cái thương hiệu dắt, những cái xe của dắt sản xuất là có những cải tiến về mẫu mã nè, nhìn đẹp bắt mắt, và về chất lượng thì càng ngày chất lượng nó càng tốt hơn. Bây giờ mình sẽ nổ máy thử để cảm nhận là cái tiếng động cơ nó hoạt động như thế nào nha. Đó. Các bạn nghe thử cái tiếng động cơ. Rồi, quan trọng là bây giờ là Niềm sẽ dỡ cái cabin lên để cho các bạn xem thử coi động cơ nó như thế nào. Cái ghế thì chúng ta có thể là dễ dàng điều chỉnh là lên xuống, thấy không? Ví dụ như ai mà chúng ta mà có thân hình hơi thấp thì chúng ta có thể là trượt tới phía trước tí xíu, hoặc là chúng ta có thể là ngã người ra. Đó, ngã người ra. À, y như xe hơi đó, vì cái xe này là cabin đôi, có cái giường nằm, cho nên là chúng ta cái ghế ở vị trí lái này ngồi cũng rất là thuận tiện và thoải mái. Ở hai bên cánh cửa thì có thiết kế hai cái dàn loa, đây cái mặt loa ở đây, để chúng ta có thể là nghe nhạc hoặc là nghe radio. Ở đây thì có cái hộc để cái ly nước ở đây, cái lon bò cũng ở đây cũng được luôn. Đây kính nè, thấy không, nút chỉnh kính nè. Cái tay cầm là bằng chrome. Ở đây thì có cái đồ gạt tàn thuốc, rồi chúng ta có thể là mang đi đổ, nhìn rất là thuận tiện và lịch sự. Cái xe này chiều dài lọt lòng thùng hàng là 6m2. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái thùng. Cái lớp xe thằng này nó xài cái lớp là 8/25/16 nha các bạn. Tải 6,5 tấn, cho nên là xài cái lớp là 8/25/16. Đây. Thùng xe, thấy không? Xe này mỗi bên là 3 bửng. Ở phía sau một bửng nữa, tổng cộng là nó có 7 cái bửng. Còn đây là bình hơi. Bình hơi nha. Lớp sau nó cũng là 8/25/16 luôn. Coi như là kích thước lớp trước lớp sau nó đồng bộ. Cái thùng này chiều dài lọt lòng thùng hàng là 6m2. Ở trên này thì thiết kế là hai cái cửa mở ra mở vô. Còn cái bửng này là mở xuống. À, bây giờ đóng lại. Đó. Mặt ngoài là inox sáng bóng. Ngoài ra thì anh em nào thích xài dòng xe ga cơ, đây có con này 9,1 tấn, thùng dài là 6,8 m, cũng cabin đôi luôn. Đây, sẵn cho các bạn xem thử cái cabin của nó nè. Con này thì logo dắt là chữ bạc, dòng xe ga cơ. Thằng này nó xài cái động cơ là phao nha, cái máy phao, xe dắt xài cái máy phao. Tải trọng của nó cho phép chở hàng là 9,1 tấn, thùng dài 6,8 m. Rồi xe ga cơ. Cái thùng đầu nghề của nó là được thiết kế đặt ở ngay vị trí này. Thùng đầu nghề này thì cũng lớn đó.
để được nhiều đồ đó. Cái bình nhiên liệu này là 210 lít nha các bạn, 210 lít. Cái bình nhiên liệu của con xe jack này nó là hợp kim nhôm, hợp kim nhôm không rỉ ha, hợp kim nhôm không rỉ. Này là nó chứa là được 210 lít. Rồi bây giờ thì em sẽ mở cái cabin lên để cho các bạn xem cái động cơ. Wow, động cơ Cummins. À, cái dòng xe jack này là xài động cơ Cummins, công nghệ của Mỹ. Nhìn đã quá các bạn ơi, 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp đầy đủ hết, sạc bô luôn, quá chừng. Phun dầu điện tử, quá chừng luôn. Nhìn những thiết kế của nó thì mình cảm thấy là ok, cũng sạch sẽ gọn gàng. Nói chung là nhìn thì cũng ghiền đó. Garanti rồi cũng nhuyễn không? Tiếng động cơ rất là khỏe khoắn. Rồi cơ bản vậy thôi. Còn muốn biết cái xe động cơ hoạt động như thế nào, có tốt hơn hay là không khi mà chạy hàng trên đường, thì chúng ta cần phải có những trải nghiệm thực tế hơn nữa. Rồi mời các bạn ra phía trước để biết được dòng xe jack N650 lít này chạy có ngon hay là không, có đã hay là không, chất lượng có tốt hay là không. Thì một phần là cũng phải nhờ một phần đó là cũng phải nhờ anh em khách hàng đó là mua ủng hộ Niềm một sản phẩm như vậy, để Niềm có điều kiện đi giao và lái thực tế cái xe này ở trên đường, thì lúc đó mới đưa ra cái nhận xét đánh giá là xe là hoạt động như thế nào. Giá con này thì lăn bánh luôn, nó ngoài 600. Trong phân khúc xe tầm trung giá bình dân, thì nếu như là Niềm đứng vai trò là người mua xe thì Niềm sẽ chọn dòng xe jack. Đơn giản thôi, tại vì xe jack chất lượng ổn định hơn những cái dòng xe khác ở phân khúc tầm trung giá thành bình dân, để cho anh em xài bỏ ra đồng tiền mua xe không có ngán, thì dòng xe jack có thể nói là ổn hơn. Còn nếu như mà anh em có tiền, có nhiều tiền thì khỏi cần phải nói rồi, cứ việc xe thương hiệu Hyundai, Hino, Isuzu rồi bập tới. Còn nếu như chúng ta cân nhắc túi tiền thì chúng ta nên để ý tới dòng xe jack. Hôm nay thì coi như là Niềm và các bạn cùng tham quan khám phá sơ bộ cái dòng xe jack này. Anh em khách hàng, bạn hữu nào thích cái dòng xe này thì có thể là liên hệ với Niềm, số điện thoại quen thuộc là 0938 845 720. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những cái clip tiếp theo.